Gia Lai hiện đã có trung tâm chế biến rau quả với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Mô hình này cơ bản giải quyết được bài toán đầu ra cho sản phẩm chanh dây và nhiều nông sản rau quả khác. Cùng với đó, dự án trung tâm giống cây trồng chất lượng cao cũng vừa được tỉnh Gia Lai trao quyết định công nhận đầu tư. Đây là đơn vị đầu tiên chuyên sản xuất cung ứng giống cây chanh dây chất lượng cao dựa trên ứng dụng công nghệ thông minh ở vùng đất Tây Nguyên. Trung tâm giống cây trồng chất lượng cao do Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ đầu tư với nguồn vốn hơn 1 triệu đô la Mỹ, được đặt tại xã Ea Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Với sản phẩm chủ lực là cây giống chanh dây tím Đài Loan, ở giai đoạn 1, trung tâm có năng lực cung ứng khoảng 5 triệu cây giống trên năm. Hầu hết quy trình sản xuất cây giống chất lượng cao ở đây đều được ứng dụng công nghệ thông minh. Trung tâm mình thì đã được cấp cái chủ trương đầu tư vào tháng 5 năm 2021. Sau đấy thì chúng tôi đã thuê đơn vị Nhật là nhà thầu Watanabe để xây dựng cái hệ thống nhà màng, hệ thống tưới tự động, hệ thống bón phân tự động. Đấy, tất cả những cái quy trình và các cái máy gieo hạt cũng nhập từ nước ngoài về là hoàn toàn tự động. Với nguồn gốc sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, cây giống chanh dây được sản xuất theo phương pháp chiết, ghép cành và nuôi trồng trong nhà kính đúng kỹ thuật, đảm bảo cho chất lượng giống khỏe mạnh, sạch bệnh, năng suất cao. Việc vận hành hoạt động tại đây được cài đặt quản lý thông minh, có thể theo dõi điều khiển từ xa thông qua smartphone. Ở đây toàn bộ hệ thống tưới là tưới bằng smartphone. Dạ, tức là các đồng chí kỹ sư á, các đồng chí có thể ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tưới được. Dạ vâng, thì cứ tới giờ đó thì thay vì chúng ta phải tới đây vặn van vặn đồ thì dùng một smartphone và chúng ta có thể điều khiển được cái hệ thống tưới đấy. Rồi cái tới giờ bón phân cũng tưới bằng smartphone. Nói chung là ở cách xa thì vẫn thực hiện được đầy đủ các cái công đoạn ở đây, rồi bật đèn, bật quạt, hệ thống quạt khi mà nhiệt độ cao quạt đối lưu không khí. Khi nhiệt độ cao thì trong cái app nó cảm nhận và nó sẽ nhắc chúng ta là điều khiển cái hệ thống đấy sử dụng ngay tức thời được, chứ không nhất thiết chúng ta phải tới đây chúng ta thao tác. Đầu tháng 2 2022, công ty đã khởi công dự án mở rộng trung tâm giống cây trồng chất lượng cao giai đoạn 2 nhằm cung ứng tối đa nhu cầu cây giống chanh dây cũng như các loại cây trồng cho ngành nông nghiệp. Chủ trương của công ty là sẽ ứng dụng những cái công nghệ về nông nghiệp hiện đại của trên thế giới. Nói chung là mình phải học hỏi người ta làm tốt và mình phải học hỏi và mình chuyển giao các cái công nghệ đấy về đây để làm mới lại cái ngành nông nghiệp của mình, để cho cái ngành nông nghiệp của mình nó phải phát triển theo kịp với xu thế của thế giới. Được biết, ở các giai đoạn tiếp theo, bên cạnh cây giống chanh dây chất lượng cao, đơn vị này sẽ tập trung vào sản xuất các giống cây ăn trái, chủ động chuyển giao các nguồn giống tốt từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, với mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu phục vụ nền nông nghiệp Việt Nam.